đây rồi. Úi trời, đây rồi. Úi giời ơi, úi giời ơi, đây rồi. Đồ câu lục Phương Thảo Fishing, chuyên cung cấp cần tay bạo lực 8H 10H cao cấp. Anh em đặt hàng liên hệ ngay Zalo 0925526083. Vâng, hello, xin chào lắm cho anh em quay trở lại Phương Thảo Fishing nhá. Nay mà vừa đi xuống kia thì dùng phóng phát dùng cắm ổ luôn anh em ạ. Cho nó mát. Mà có mấy anh em cũng đang ngồi câu đấy kia. Hôm nay là ngày thứ bảy các bác ạ. Thứ bảy là được nghỉ ở buổi đó, ông vác đi câu sớm sớm tí. Anh em nhìn ở đây có cái lỗ bèo đẹp chưa? Chỗ bèo này đánh thì nó mới là tuyệt vời các bạn. Bình thường ở đây nhiều anh em câu lắm. Sáng nay chưa thấy ai. Cái này hôm nào đánh em đục cái lỗ ở đây thảo xuống. Anh em nhìn này. Đục thảo như cái đợt trước em đánh ấy. Đấy đục này, cái lỗ như thế này các bác hỏi nhìn có phê không? Đấy nhỉ. Nắm bèo. Nói chung là những cái lời có cái chỗ bèo này thì cá nó tụ lại rất là nhiều luôn. Đây con này của cái cá đây. Đền nó quẫy nhiều lắm. Để cho là nhiều ông cũng ra đây đào lỗ đánh rồi chứ. Ngày xưa ở đây các bác nhá. Úi giời ơi. Một kiểu ông làm gì mà phóng tàu cũng nhanh thế. Phóng dã man. Đây, ngày xưa ở đây anh em, ngày xưa ở đây người ta kiểu như là đây nó là cái quán. Thế là người ta hay cho kiểu như là cái đồ thừa người ta nấu nướng người ta hay đổ lên cá to đấy rất là nhiều luôn. Nó vào đây nó quẫy rất nhiều luôn. Nhưng đợt này hầu như quán người ta cũng bán hay cá nó vào đây cũng ít đấy. Đấy anh em. Đây đấy sao. Đục con gì. Đấy đấy anh em nhìn chưa. Nắm cá đây đục lỗ đánh chỗ này ngon luôn. À, còn bây giờ là em đang ở vị trí của em vừa đắp là ô yết không phải kia anh em ạ. Ra ngoài cái câu. Trên đây nó hoang vu lắm. Cây cối nó tùm luôn. Đồ đá các kiểu các bác ạ. Chỗ này ngồi tuyệt vời. Ngồi bồi thuyền. Vẫn là cái vị trí quen thuộc lần trước đánh anh em. Này đang vớt vát xem được em hàng nào. Cá mắm đánh có ngày. Nói chung là hầu như là hôm nào đi cũng có ngày. Hôm hên hên thì được rất là nhiều. Hôm đen thì đi không được con nào. Đấy. Bình thường này anh em đánh các bác cứ nuôi ổ nhé. Đánh lục cứ phải nuôi ổ. Ví dụ như hôm nay nó không cắn thì cứ 2-3 ngày sau anh em lại quay lại câu. Thì kiểu gì nó cũng cắn. Em đánh là thường là nuôi mấy ngày các bác ạ. Không nuôi ổ thì làm sao bắt được cá to. Này đánh nhá. Sau đỏ nó cỡ. Mắc phào, không thấy chạy. Rồi, thấy mực nước này là ổn đấy. Hơi xong gió một tí. Hôm nay gió hơi to một tí. Nhưng mà không sao. Xong gió quá. Giải mồi thôi anh em ơi. Sóng gió và thải mồi cá vàng vào đây xào ổ to luôn đấy. Ấy
Đây mới có hàng. Mối múi là chuẩn. Ok. Giờ thiết kế xong cái chỗ ngồi đây. Mặt bằng nó lại không được bằng phẳng các bác ạ. À chà. Toá. Chết dở. Chỗ này nằm đá quá bác. Giờ không làm sao mà cho chân cái ghế mà ngồi ở đây. Hôm nọ rõ ràng ngồi mít kê kiểu quá chứ ngồi ngon thế, hôm nay ra lại cái này mà nếu mình không kê cẩn thận ngồi là gãy ghế đấy. Lần trước em ngồi cái ghế mới mua xong em ngồi kiểu nó lệch bên, cứ nghiêng bên cái về nó chạm vào chỗ này anh em, cái khoằm hẳn chỗ này luôn, này một cái cây thôi. Giờ kiếm hòn đá kê ở đây có nhá, không chẳng ngồi đâu. Kê cái chỗ này nó bằng phẳng đấy, là nào sau này còn ngồi nhiều. Đây, chắc mấy hàng đá đây. Cho hòn đá vào đây kia các bác nhá. Bằng phẳng lên chỗ mà ngồi. Là một kho nhai đấy. Nó không phải nền lấp nên là kê cái này trông nó vẫn cứ bập bênh. Rồi. Thì cho ngồi đi. Tụt quá. Kiếm hòn nữa ở chỗ này đây, còn đá ngồi thử nào, hơi cập kênh. Ai à, ok đấy, đúng chuẩn man, tuyệt vời. Đây rồi, úi giời ơi, thằng đẹp. Hàng đẹp đây rồi anh em ạ. Đóng phát các bạn nhìn này, xuyên người em đầu tiên đấy. Ui dồi, giống cá mại các bạn, mại mương. Nhưng mà con này mà có nhiều thì giá ăn rất là ngon anh em ạ. Các bác cứ bảo là giống này nó phá mà thực ra mà câu được nhiều cái loại này cũng rất là khó đấy. Hàng đẹp, hàng đẹp. Rồi. Rồi cái bọn đều đéo thôi thả. Qua thấy đóng đóng lục kinh rồi. Như nay còn đóng thủng người là các bác thấy sợ. Đấy. Cái tội mày, cái tội ăn mồi của anh. Chỉ có quảng. Con đầu tiên. Xem bác này đã được con nào chưa này. Đã được con nào chưa? Đấy, bãi nỗ đẹp thế này. Tắm. Ui. Nhiều tắm. Đây con đầu tiên của em này. Hàng đấy. Đây anh em xem này, ông này ông đánh là tăm cũng lại đây. Zoom bác xem nhé. Có nhìn chưa? Đây tăm luôn. Quê em bây giờ hầu như là anh em chưa lục rất nhiều đối cá dãy trong game này. Này kiểu gì cũng vào. Lần trước anh đánh bên kia lỗ bèo bên kia được bao nhiêu cá mè này cơ mà. Hôm nay được hai con mè to mới cả vượt cũng đục phi ạ. Nó vào rất là nhiều luôn. Tầng có tăm, đây đang tăm tăm này đầy y hệt như hôm nọ đánh. Này là nhằng tí làm con mè nữa thì ngon. Chua thơm ngon ngọt thế này. Mại nó nhá hết các bác ơi. Không trừ một thành phần nào. Nói chung là mùi ngon thì cá con hay cá to nó đều thích cả các bạn.
À, nó cũng vã hết. Đấy, đang nháy, đang nháy. Các bác vừa thấy nó lún xuống hoa đâu. Gió quá. Gió lì phao này. Đây rồi. Ôi anh em ơi. Ôi. Ôi. Ôi hàng khủng, hàng khủng, hàng khủng anh em ơi. Ôi wow. Ôi con gì anh em ơi. Kinh thật. Hàng hàng khủng ơi, kinh. Dã man nữa AK anh em mày, đánh sợ chưa? Còn gì vậy rồi? Ui nó đèo quá, đẹp quá anh em ạ. Phí thế. Ui. Đây, 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 đánh nhanh, đánh nhanh anh em ơi. Có hàng, có hàng, ở đây có hàng rồi. Ui, đây, 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 có hàng to anh em ơi. Ui, nó bác thấy kinh hình nó rít quá ác không? Chắc đóng vào đùi sau nó quẫy khỏe nó bật ra. Mình không lên vẩy nó cay ấy. Ôi, hàng hàng to luôn. Vớ vẩn hàng này nó được 7, 8. Kinh thật đấy. Dã man. Đấy, anh em muốn đánh xem nó trúng mỏ hay cổ chỉ cần nhìn cái ngọn phao là biết. Bởi vì cái tầm chỗ đấy nước nó chỉ đủ nổi cái lỗ phao là chuẩn nhất. Đấy, ngoài này cổ này. Đấy, chuẩn hổ luôn. Ôi, đẹp thế. Còn hàng cũ đấy. Hình như các bác vừa nhìn thấy nó mút chưa? Nhanh nhanh mút mút đấy. Bẻo chùi quá. Đấy, đang đang nhấp 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 các bạn. Cái này khả năng là rục phi. Đấy, các bác vừa thấy thuộc đang băm, đang băm rục phi. Con này 90% rục phi các bác ạ. Nó băm kiểu này chỉ rục phi thôi. Đây rồi, đây rồi, đây à, rô phi rồi. Ui rô phi to anh em ơi. Ui giời ơi rô phi to. Ui trời ơi. Ui rô phi to. Ui trời ơi anh em ơi. Rô phi to chưa. Ui đóng một bộ, đóng một bộ, đi vào, đi vào, đi vào. Rô phi to. Ui trời ơi, đâu mẹ ơi, con đâu rô phi to thế. Ui. Ui mẹ ơi, đâu có đồ phi to thế này. Để em tao vượt anh em ơi. Trời ơi. Đấy, đang kéo vượt. Ok. Ui mẹ ơi, đâu có đồ phi to thế. Khiếp thật đấy. Ui ôi. Là anh em ơi. Ây, ui con này. Ăn nó bụng mồi của em. Vào đây. Ăn nó bụng mồi.
Khiếp. Ui trời ơi, ăn sợ chưa anh em ơi. Ui đồng phi to chưa. Ui nó bụng mồi anh em này. Trời ơi các bác nhìn này, ghê chưa. Cỡ luôn ở đến nước. Ui trời. Ui trời ơi. Đã quá. Hiếu ơi. À, anh em này to chưa. Phê. Ui anh em to chưa. Bắt tay. Tối nay phải hơn bàn tay nhiều ấy. Thế này. Đã. Phải đem lấy cái túi ạ. Đã rồi. Hiu hiu. Ok. Con đầu tiên anh em nhá. Phê quá. Cho anh em chìm nữa nặng cá của em. Phê quá, tay chân vẫn còn run anh em ạ. Kình nó kéo phê thật. Nhưng mà hơi tiếc cái con đầu tiên nó rít mẹ. Không biết là con gì. Ở cái này đủ đá rồi. Móng rồng lại gặp mấy ủ chua nữa thì tuyệt vời. Bộ đôi song sinh. À đâu, bộ đôi phải nói là bộ đôi sát sinh anh em ạ. Lại ổ đấy. Móng rồng đi ngủ chua nào, bộ đôi sát sinh của loài cá. Ôi, Ô, ui trời. Anh em cứ để nó nằm yên trong vợt này thì nó sẽ không dậy. Anh em cứ để nó nằm yên trong vợt này nó sẽ không dậy dỡ mạnh đâu. Yeah, kiểu như là nó nằm có chỗ an toàn đấy. Để quá. Con này phải gỡ cẩn thận bằng hai tay anh em ạ. Này, nó nóng kinh lắm. Cầm chắc cái chì lưỡi là cái việc đầu tiên. Nóng thẳng em mắt. Chắc cái chì lưỡi là cái việc đầu tiên. Anh em gỡ đi nước thì nó sẽ không dậy đâu. Nó có đau nó không dãy, nó nằm yên. Nó nằm trên bờ nó dãy khôi lội. Ok. Bật nữa đây. Ôi. Này, ôi trà mẹ ơi, rô phì lên tàn rô phì cũ rồi anh em ạ. Ôi trời ơi, khiếp chưa. Đấy, bọn rô phì nằm đến hơi ngoan lắm. Ôi này. Rải bằng cái vành vượt 40. Anh em thấy đã mệt chưa? Ôi vào đó. Vượt này vừa em lúc kia nó toạc mất miếng. Đẻo. Sợ chưa? Cầu cái loại cá rô phi này nó mệt sướng anh em ạ. Các bác nhìn. Mùi nó rải kìa. Đấy. Quyền cập cao đấy. Làm mất cái giống này. Này về này cứ hấp mệt các bác ạ. To này hấp lên cái sướng. Đấy, như loại cá này ăn thì nó chất lượng hẳn rồi. Nào. Nó dã mạc. Cứ đôi cân một con. Phê. Đôi cân một con là có phê. Giặt cái giống này thì vít bao giờ nó cũng sướng hơn cái loại nhỏ nhiều. Vào đây. Về với cái chảo mỡ của anh. Đấy. Về với cái chảo mỡ của anh. Nghe chưa?
Đẹp quá. Nửa thép nó xò cả đánh sứ thật các bạn. Và nhìn làm phần bắt kịp cương sóng bóng. Bình thường anh em cứ câu cá, ví dụ cá dưới 1 cân có chơi ngũ, còn cứ trên 1 cân đánh tứ nhá. Bởi vì mình đánh tứ các bác đừng sợ lọt, nó không lọt đâu. Em đánh thì cá rô con không nhiều lọt cả, mà đôi khi mình đánh rô con mấy nhá, rô phi con có lúc em đóng 3 nữa nên 3 con luôn. Mẹ khi mà anh em gặp hàng ấy, gặp hàng thì lưỡi tứ này nó sẽ đóng một phát, gọi là đóng một lưỡi các bạn, nó đóng một lưỡi của con cá, đóng vào đuôi hay là vào đấy là thủng vảy ngay. Còn nếu mà các bác mà đóng, ví dụ đóng vào mặt thì cả ngũ tứ lục thì nó như nhau hết. Thịt đấy thịt mềm mà thì mình đánh gần như là nó ăn chết ngay, còn đâu mà nếu mà đóng vào đuôi thì tứ nó sẽ có lợi thế hơn rất nhiều. Đấy, đóng vào đuôi hơn gần như là phật phan thủng vảy ngay. Còn ngũ đôi khi mình kiểu mình ôm hai lưỡi vào cái đuôi ấy, ăn nó vảy nó cào, chỉ cào vảy nó đóng không sâu ấy. Cái đánh loại này là phê nhất, mà loại bền nó quá, đánh không quan đầu. Đẹp. Móng móng rồng, đặc biệt là cái loại lưỡi này thì khi anh em mình đi câu ấy thì ví dụ như mình đóng nó vào hết khớp các bạn. Này đóng cá vào hết khớp các bác, để trùng dây nó không bong được. Mà dáng xoài đóng mà nó bong ngay, dáng xoài kiểu đóng nó trơn trơn mình trùng dây cái là nó lưỡi tuột ngay. Lưỡi này khi đóng vào hết khớp còn lâu bong được, kể cả trùng dây. Anh rất là phê luôn. Phê phá lắm anh em ơi. Bóng rong lại đi mổ chúa này, bộ môn sát sinh của loài cá rồi. Rồi. Nó lành lạch ổ, anh em cứ kéo từ từ vào nhé. Nó nổi đúng lộ lên thì đúng chuẩn cái chỗ mình vừa đánh. Nào ok. Đấy, chuẩn luôn. Nó mà đã chuẩn nổ thì bọn này nó cuốn nổ thì nó đè nhanh lắm. Nó đang nhằng phát nó đè ngay ấy. Rô phi này nó đi ăn nó cũng hay theo đàn lắm. Bóng ngựa ở nó không như xoài, dáng xoài anh em đóng kiểu như dây cái trùng ấy là bóng em bóng rất nhiều với cái dáng xoài. Từ ngày em đóng bóng ngựa kể cả dây trùng cũng chẳng bong được. Nó đóng hết cái khớp của nó đóng sâu vào này. Cứ dính cái mãi. Nhấp nhấp. Tín hiệu nhấp nhấp đấy. Mày nhấp, mày nhấp. Mày nhấp, mày nhấp. Ui ôi. Ôi, con này to này, to anh em ạ. Con này to anh em ạ. Ăn hai vảy luôn mà một con xịt tắt sẵn. Bèo chua quá. Úi cắn. Dã gạo. Không vừa thấy nó quả dã gạo đẹp không? Kì. Con này nó ăn rồi nó không bỏ mồi, nó ăn trực tiếp vào mồi đấy. Chứ không phải nó đè đâu. Con này chắc chắn chết anh em ạ. Em khẳng định các bác là quả này chết. Nó ăn trực tiếp vào mồi rồi. Nhiều con đi quá chỉ đè nó tụt thôi, khả năng còn trượt chứ giống mà đã ăn kì cái này à. Không chạy được. Bác nhìn nó quay lại quả này, nó ăn một lúc nó sẽ quay lại đấy, vẫn đang tỉa kìa. Quả chết này, đấy anh em nhìn nó lú nhỉ. Con này cho bành bò rồi.
kịch kịch phần nữa xem. Nói thế là hoảng sợ chạy rồi. Anh em cứ yên tâm, kiểu gì còn con nó sẽ quay lại. Kiểu gì cũng sẽ quay lại. Đây rồi. Ui giời ơi. Ui giời ơi, đây rồi. Ui giời ơi, lên. Ui giời. Bố sáu tem cậu lên. Anh nhìn em nhìn lại. Lên lên là phải vào vào. Nhấp phát lên luôn. Anh em thấy có kinh nhông cân khỏe phải thế này đóng. Ôi tôi chết mẹ rồi, chết mẹ rồi, chết. Chết rồi, tôi anh em. Chết mẹ rồi. Chết mẹ rồi, anh em bình tĩnh chưa? Anh em hết sức bình tĩnh con này nhé, tật lưỡi. Con này nửa kiểu gì móc nó đây. Chết mẹ rồi. Úi giời ơi. Úi giời ơi, thấy chưa. Kinh nghiệm cầu cá lâu năm ấy, mày nó chạy vào mát mày rồi. Ôi trời. Rồi. Ôi trời, kinh nghiệm xúc cá lâu lắm. Ôi, nó là thượng thừa rồi các bác ạ. Con này tưởng mất hay không mất. Này. Cái này thì anh em bảo có đã không? Kinh kể 46T quá nhìn kiếp của em nhấc bỏng hơn này nó lên luôn. Cần khỏe đánh bạo lực, cảm giác này nó phê tay. Anh em mà cố gắng quả cần đài chắc các bác các dòng con này nó phải tới 15 phút mới lên được. Cần đánh xuống lắm anh em ạ. Mày chạy. Rồi, ok, cho vào túi các bác nhá. Đã quá. Thôi bây giờ thu đồ về các bạn. Đóng hàng tỏ phê quá. Ui dạ. Đóng bây giờ không rút được ống xuống các bạn này. Ây dạ. Phê to. Sướng thật. Đánh còn không hết mồi luôn. Dùng bây giờ lắng quá. Kể ra mà đánh từ giờ đến chiều là kể đã. Ô tô chạy xíu quá. Trời nó hơi lắng anh em. Nên là phải thu đồ sớm. Mùa này nó là mùa thu, thành ra là mình ngồi ở trong đây thì nó vẫn râm mát thôi, mà nó hơi oi. Tuyệt vời.